nay chụp cảnh Lá Vọng sẽ giới thiệu đến các anh em, các cu thủ và các nghệ nhân chơi chim. Hôm nay chụp cảnh Lá Vọng sẽ thanh lý toàn bộ các mặt hàng tại cửa hàng của ơi tại nhà chụp cảnh Lá Vọng nha. Nên đầu tiên mầm bát là một em thổ pha gáy rộng 5 và nó bị con mái đánh té tua, nên là mình thanh lý giá 5 lít cả lồng cho anh em. Thứ nhất chú này nhá, đã gáy gô trộm gáy rộng 5 có lẽ là bảo hành lắm, bảo hành trống nhá. Thứ hai là chim bổi bệ đấu đã thuần đồng, con này thì là 4 lít chim không nhá. Ba con này là con bổi thuần đẹp rộng thổ, con này thì cả lồng cùi là 6 lít anh em ạ. Thứ tư là con còi đã gáy gù đứng một mình, chim đã có tuổi lồng rất là thuần anh em nhá. Con này là 7 lít cả lồng. Tất cả đây giá chim là chim thanh lý nên anh em không phải mặc cả gì cả. Là con này cũng thế, con này thì là 7 lít cả lồng. Con này rộng thổ pha nhá. Đã xong 6 chú. Đến sang chú thứ 7. Chim chú này là chú còi pha đã úp gù và còi theo tông rộng to à. Chú này thì giá chim không là nếu mà mua một mình chú này thì là 9 lít, nhà mua cùng các anh em kia thì sẽ hạ giá xuống nha. Nói chung là chim nhà mình thì thanh lý hết nên là giá rất thanh lý. Nếu anh em ôm tất cả 13 chú ở đây thì tổng thiệt hại là 6 triệu rưỡi cả lồng. Có tầm khoảng 8-9 cái lồng, có những cái lồng như thế này, có một cái lồng này là của ông chủ nhà nên là mình để lại không bán được. Tiếp theo chú này là 6 lít cả lồng nhá. Chim bổi mã Bắc đẹp luôn. Đã, chỗ pha đã gáy lại. Đây chú này cũng thế, chú này 5 lít cả lồng. Chú này thuần rồi. Chú này thì lồng của người ta nên mình không bán cả lồng được. Chú này thì 5 lít chứ không. Chú này là 6 lít cả lồng. Còn chú này là 5 lít cả lồng nhá. Đây chú ông kia thì là 4 lít. To đẹp. Tất cả chim rất là thuần và gái trộm. Mình đi làm suốt nên là không có thời gian có thể quay khi lấy từng một con một cho các anh em. Nhưng anh em đến thì có thể test được chú này này. Chú này với chú 7-8 lít là anh em phải đến test có ốp gù được. Còn tất cả anh em ôm tất cả, mình nhắc lại một lần nữa là ôm tất cả 13 con 8 cái lồng là 6 triệu rưỡi. Đấy, anh em có thể thấy. Anh em đừng so sánh với những giá con chim mới bẫy về. Chim mới về anh em không bao giờ đến gần như thế này được nhá. Thì con chim bẫy về giờ người ta cũng đã bán thấp nhất là 300-350 rồi nhá. Mình mua cũng tầm giá đấy. Mình nói thật anh em luôn, những con nào mà không phải con chim thuần mà ốp gù ấy thì mình mua cũng phải tầm 300-400. Nên bây giờ hôm nay mình bán giá kịch sàn cho anh em luôn, giá gọi là thanh lý lỗ 4 luôn cho anh em. Mình bán tất cả đấy. Anh em nào có nhu cầu mà ôm về mà nhập hàng với ôm thì là hợp lý. Đó, chim rất thuần anh em có thể thấy. Tức tổng cộng ở đây là 13 con chim và 8 cái lồng để cho anh em. Tất cả là 6 triệu rưỡi. Em có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Facebook của mình Đỗ Văn Vọng và trang fanpage của mình là Chim Cảnh Lá Vọng nha. Và số điện thoại là 097 135 8807, YouTube là Chim Cảnh Lá Vọng luôn. Thanh đi cảm ơn toàn thể các anh chị em đã theo dõi video của mình. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.